là doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam. Ngày 11 tháng 10 năm 2019, tại Hà Nội, đã diễn ra hội nghị tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế 2018. Tại đây, Tập đoàn Viettel đã vinh dự nhận được đề xuất nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về những đóng góp của doanh nghiệp trong những năm qua. Số tiền nộp nhà nước của Viettel năm 2018 là 36.790 tỷ đồng, chiếm hơn 70%. Số tiền nộp ngân sách toàn ngành, tương đương đương với tổng chi ngân sách trung ương cho 4 lĩnh vực sự nghiệp, giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa thông tin và phát thanh, truyền hình. Năm 2018 Viettel đạt doanh thu gần 240.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 37.000 tỷ đồng. Mặc dù 3 năm liền Viettel tăng trưởng liên tiếp đối với doanh thu dịch vụ Viễn thông, lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn, Viettel vẫn tuyên bố chuyển dịch từ nhà khai thác Viễn thông sang nhà cung cấp dịch vụ số trong chiến lược giai đoạn 4 của mình. Viettel cũng xác định phải đi đầu trong cuộc cách mạng 4.0 cho nền kinh tế với vai trò dẫn dắt và lan tỏa cả về công nghệ, dịch vụ mô hình kinh doanh, nghiên cứu sản xuất, sản phẩm, trong đó tập trung vào các dự án 4.0 cho chính phủ điện tử, giáo dục, nông nghiệp, thành phố thông minh, từ cấp trung ương đến cấp địa phương, tới từng lĩnh vực cuộc sống.